vừa này xem cái hướng dẫn viên du lịch nói về cái hang Bác Bó, Bác Hồ, thương Bác Hồ quá. Vâng. Khổ nhỉ. Vâng. Quá. Trong hang ấy vì dân vì nước chả được cái gì. Vâng. Đấy. Đúng là cơm chung cháo bẹ khổ. Thương ông thế chứ. Thương Bác Hồ đó. À, anh thương. Cô cháu mình còn xuống chán. Vâng. Và nhìn thấy chuối ngon quá. Có một mình con ăn thôi mà cho con khoảng chục quả được. Đây chuối nhà bà chồng à? Ở đây trên đồi này. Trên đồi đúng không? Đây cho thêm một quả. Vâng, chuối sạch đây. Thơm lắm. Cái chuối này nó chín tự nhiên này anh à. Đốm Trung Quốc này em đi qua nhìn thấy nó không phải là kiểu mình giấm mà đây là chuối bà để tự nhiên nó già rồi đúng không? Đấy. Bà già thì chuối già rồi. Đấy, quý vị, ăn đi. Đấy, quý vị có thể nhìn đấy. Bà ơi, chuối này là chuối nhà. Ừ, chuối nhà. Đấy, chuối nhà đây nó không to quá đâu, nó chỉ đấy, như thế này thôi nhưng nó rất là ngọt. Vâng. Đấy. Đấy. Đấy, ăn đi. Bà ơi, đây là 9 cây đấy ạ. Cây nhà lá vườn. 9 cây đấy. Chuối này là 9 cây. Anh hay ăn chuối anh biết mà. Anh nhìn này là anh biết anh đã đi qua rồi còn quay lại anh mua mà. Đấy. Thấy quả chuối Trung Quốc này. Đúng rồi. Trứng cuốc kia không phải trứng cuốc. Nó giống cái kiểu trứng của con cuốc đúng không ạ? Đây là đây này. Nó khi nó chín này. Mà nhưng nó buồn cười lắm nhá. Ở Việt Nam mình ấy thì thích ăn loại nó phải chín như này. Như là đội Nga hay là Ukraine ấy, châu Âu ấy mà sang ấy thì nó hay ăn cái loại cứng hơn này, chưa chín hẳn. Cô đi Nhật đi về, cô bảo là tao mua ở bên Nhật 100 một quả chuối. À đúng rồi, chuẩn đấy. Một đúng 100 một quả chuối. 100.000 một quả chuối ở bên thế Nhật. Tao mua quả này á, 100.000 này được nửa gính. Thế bảo ô chị ơi, ai mang sang bên Nhật mà bán được em 100.000 cả gánh này. Nửa gính, giá bảo thế. Nửa gính. Thế cô mới bảo là thế. 20.000 á. Ừ, 20.000. Thế thì là mới nói chuyện. Thế là đến lúc chị bảo này chứ. Mà người ta cứ bảo là Việt Nam hoang lắm. À. Mà hoa quả bỏ đây cho để về chăn lợn rừng. À lợn rừng ăn vỏ đây càng ấy đúng không? Ừ, ăn nó sạch con ạ. Vâng, nó sạch. Thơm. Vâng. Thế là mới lại nói chuyện. Thế là chị bảo này chứ. Mày mà dòng chuối này mà đi sang Nhật bán thì nhà mày chả giàu à? Chị ơi. Này em ở đây biên nơi rồi, em bán năm nào biên Nam Ý họ lấy đi. Thế em vào trong rừng kia em mua 8 hạt ở trong rừng kia nhưng em không trồng chuối đâu. À. Chuối này mệt lắm. Mà. Nó sâu em trồng cây lấy gỗ thôi. Mà trong rừng là trồng lấy gỗ thôi. Ừ, thế còn đây là cô trồng trên đồi nhà cô ngay đây, đây đúng rồi. Không? Đây nhà cô đây à, này. À nhà cô đây à? Ừ nay mai họ lấy. Ôi giời thế thì tuyệt vời quá cái đường này. Không cái đường này nhá. Họ lấy đi đấy. À họ thế ạ. Đưa giấy rồi. À tức là người ta lấy đất ở đây đi ạ. Ừ họ lấy họ giả họ đưa giấy. À đền bù cho cô. Ừ đền bù. Tức là cái khu đường này là đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng không? Ừ, thì là toàn bộ khu này là vào trong cái quy hoạch của à đúng rồi. Đi sâu vào trong họ cho dân tái định cư ở đằng sau đây. À. Cái đường đại lộ Bát Giáp này hay là gọi là cơ quan. Trước là gọi là đường 58. Vâng. Có 58 mét thôi. Thế nhưng khi hoàn thành cái đường này thì tỉnh mình xin cái tên của cái đặt tên cho cái đường. Vâng. Thì xin tên đặt tên Bát Giáp là cái đường của Bát Giáp. Vâng. Đây này họ làm lối để đi vào đây này. À đúng rồi, đây đây cháu nhìn thấy rồi. Sâu mỗi bên 150 mét. À đây. Thế như họ phối cảnh ở dưới kia rồi kìa để đi vào. Bên này nhà các cô là có 26 hộ này. Vâng. Còn bên kia là 60 hộ. Thế là cô các cô là sẽ được đền bù hết chứ? Thì tất nhiên họ đền bù rồi. Nhưng chẳng qua là cái giá cả họ thống nhất với nhau thế nào thôi. Vâng. Chứ còn ai người ta cho mình ở đây. Vâng. Đây thì chắc là cũng chẳng phải là ông tỉnh ông ấy làm đâu, nhưng chắc cái ông giàu ấy, ông cứ về ông mua lại của tỉnh mình ấy. Cũng chưa chắc đâu ạ, bởi vì đây là nằm trong cái tuyến đường mà để phát triển khu hành chính của thành phố rồi. Thì nó sẽ phát triển ở đây, nó quy hoạch lại để xây những cái khu biệt thự để khu dân đúng không? Xây biệt thự thì thế là đền bù được nhiều không cô? Hay là chưa nắm được? Chưa thống nhất giá cả. À, chưa thống nhất. Cái giá thì cái giá trước thì là nó tùy theo loại đất. Vâng. Ví dụ như là đất lại 2, đất lại 3. Mà. Nhưng mà cái giá thì nó cũng không công bằng đâu. Mà. Không công bằng ở cái chỗ là như này này. Có người thì
Nói chung là làm như trước ấy thì nhiều nhà, như nhà cái ông tên ông Kỳ đây này, năm bố con thì ở xó ở xỉnh, nhưng mà có một tí tí ở bờ tre sơ rãnh ấy, nhưng mà lúc đền bù thì nhà ông ấy lại năm đứa con lại được năm nền. Ví dụ như là trường hợp như ở nhà chú này thì lại bây giờ hai ông bác mất rồi nhá, còn chú này thì chú lại không chưa tách hộ cho con ở chú. Ví dụ như đền bù thì người ta lại thiệt thòi. Đúng rồi. Tức là tính theo hộ, người ta đền bù theo hộ. Trước thì đền bù theo mét, nhưng bây giờ thì chẳng biết là đền như nào thì không biết. Nói chung là các bố cũng hay dở chứng lắm. Hôm nay thì các bố dở chứng thế này, mai các bố dở chứng thế khác, nhưng mà thôi, làm gì thì làm, thì cứ hài hòa một tí là được. Chính xác, hài hòa và tuân theo pháp luật. Đúng rồi. Thôi rồi, con tự lấy được. Được lãi là được rồi, còn để cho dân người ta như nhà cô 123 nhá. Cả cái tròm này chạy suốt cứ tận đây nhà cô 123. Nhà này nhà cô bên dưới này một ý này, nhà ở trong khu bên này là có hai nhà, nhà cô với nhà Unen. Là nhiều đất nhất, nhà cô 123, nhà Unen là 9.000. Thế còn là ở bên này như nhà cô có cái vị tre này nhá, nhà cô cũng gần một hàng đấy, nhưng mà ngày xưa ấy, họ đó đất để trả tiền hoa đó nào, họ đầy cái việc đỏ rừng tái sinh. Thế nhưng cô thì cô cũng bảo cô ơi sang chơi thôi. Cô ơi sao lại để rừng tái sinh như này, thì cô chết thì bà đi đổi thành đất nông nghiệp rồi. À trước lúc đấy xong thì bà đổ. Họ đi đến họ đo thì họ chả nói là đất. Thì ngày xưa thì ai nghĩ nó mở đường ra đúng cô? Đầu tiên là mở có 27 mét thôi. Thế nhưng mà ông Hoàng Anh mà ngày xưa ông ấy làm chủ tịch tỉnh mình như này. Là ông bảo là cái cửa ngõ của thành phố mà lại có 27 mét thì bé quá, thế là lại làm thành. Không mà như là cháu thấy làm như này mới đẹp. Đúng rồi, 58 đúng không? Cái cửa ngõ đi vào thành phố đúng nó phải rồi, hoành tráng như thế này. Mà đúng thực sự là Cao Bằng bây giờ nó thay đổi. Cháu là người ở xa đến cháu thấy thay đổi rất nhiều. Bây giờ Cao Bằng thì đẹp rồi. Cô có công nhận là ở đây cuộc sống cũng thoải mái đúng không? Ở đây thì bây giờ như này này, người Cao Bằng là người ta sống như các cô, là người ta không chen lấn nhau đâu. Không bồ cướp, không chen lấn, không cãi cọ nhau như là dân xuôi nhà mình đâu. Tuyệt vời. Đúng rồi, dân xuôi. Thế là cô đã xuôi lên à? Cô lấy chồng người Tây. Thế thì cô ở đây hàng 30 năm rồi, nhưng mà con cái cô lớn lên hết đây, đi học đi hàng đi làm đây, nhưng mà thời gian đây người ta lành. Lành đúng không? Nhà chú này là ở nhà cái chú bên đây cạnh nhà cô này là ba người Hà Quảng về ở. Mà ở cũng thương nhau như là người nhà thôi, chứ không không có cái tính là cãi quạng nhau đâu. Xong là ốm đau hay là ngày Tết nhất này hay là ngày bán hàng bán lọ này cũng hộ nhau. Người dân sống người ta còn lành lắm, người ta lành, không dữ dội đâu. Đấy, cháu cũng thấy là lên trên này thích á. Xong là bán hàng bán họ như này, ví dụ như là những người không có này, mình có này, tôi một mình thêm một quả hai quả cũng không sao. Không sao, nhưng thoải mái. Cô về Hà Nội ngày con là cô học đại học ở dưới Hà Nội nhá, cô về Hà Nội ôi rồi ôi, cái gì cũng cô cũng thấy đắt, cô bảo ôi trời ơi sao như này ở nào được, sao mà khỏe lấy tiền của những người ở xa về. Nhà cô nhá bán hết cả trâu này, cả lợn này. Tháp loại đi để nuôi hai đứa đi học đại học đây. Không thì không có gì. Tức là cho bán cái chữ đất cho con cái mình. Đấy là chính là của để dành cô nhá. Đúng bán, không? Bán cả đất mà. Cô bán cả cô mất 300-400 mua chuối đi em, chuối rất ngon. Thế à, anh đi qua đây mà vượt qua đây mất rồi. Quay lại. Bởi vì sao? Bởi vì đây là anh phát hiện đây là chuối sạch. Và là chuối rừng và ăn rất là thơm. Đấy. Đấy, câu chuyện ở đây rất là vui khi mà đi qua đây. Đây mọi người buổi chiều đi tập thể dục khá là nhiều trên cái đường Võ Nguyên Giáp ở đây. Quá rộng. Rất đẹp. Đấy mà lại chính xác. Làm cây phải đánh thu xong dần dần sang đông vào xuân là đẹp. Người có ở đây không? Anh không ở đây thì anh nhìn cái chuối thì em có vườn là vườn gì? Vườn cây bonsai. Hay quá đấy. Dạ, vườn bonsai đây. Chỉ có nhà mày lấy về để trồng ổi. Đẹp không? Em trồng nhiều không? Bonsai thì đẹp rồi. Bonsai thì nhà em chọn cây. Chọn nào cây đúng không? Đấy. Đúng rồi. Em mới làm thôi, thành ra có mấy cây. Vâng. Tức là cô không đi bán ở chợ mà chỉ ngồi xuống ngay đây thôi, nhà cạnh nhà đây thôi đúng không? Không, trước cô không đi chợ, buổi sáng thì hôm nào nhiều cô đi ra chợ chứ. Buổi chiều này thì gọi là buổi chiều nó có thì cô bán rồi. Đúng rồi, không có thôi. Mới cả cô bán đây rồi đồ nó ngon, đồ sạch người ta biết.
Không, cô đi ở quan. Ngoài chợ họ cũng gọi điện mà. À, cũng gọi điện. Ừ, họ cũng à. Mua của cô, họ gọi điện đấy. Vâng, đấy là... Nhà cứ... cô họ gọi điện, họ mua mà. Ví dụ như là hôm nào có các người mà đánh tennis đi. À. Là họ ăn cái này, với họ đi tập gym hay tập ăn chuối ấy, đúng rồi. Vừa ngon, bổ, rẻ và lại sạch, sướng. Thế là họ tập gym thì họ cũng gọi điện, họ có chơi chín đâu. Vâng. Còn mà mình không có thôi. Vâng. Thế người ta mà đền bù đất ở đây thì nhà cô sẽ đi vào đâu? Chưa biết được họ đền bù. Tức là người ta sẽ đền bù cho khu tái định cư. Họ làm tái định cư bên bên cái dãy bên này là 26 hộ này. Vâng. Còn bên dãy bên này là 60 hộ. Xem ở dưới kia, xem ở cái biển mà họ có bản đồ. Ở dưới kia kìa. Dạ. Bản đồ rồi. Thế nhưng mà chưa có tái định cư, còn cái đất nhà cô này họ lấy sâu xuống đây 8 mét mà từ mặt đồi nhà cô xuống đây sâu xuống đây 8 mét. 8 mét từ trên kia. Ừ, thế còn là chưa biết được các ông ấy lấy thì các ông ấy đền bù thôi, đúng rồi, mà... cứ chấp hành thôi nhỉ, nên là hợp lý là ok. Thế mà... nhưng mà chỉ có điều là thôi thì mình cũng được ăn một tí rồi thì mình cũng để cho người ta một tí áo. À. Tức là nhà nước và nhân dân cùng được hưởng, nói gì thì nói đúng không? Đúng rồi, cứ hợp tình. Nếu như mà người ta không mở cái đường này ra thì cô cũng không có gì mấy. Không, không mở đường này cô vẫn có, thì chắc một ngày cô vẫn 3 chuyến bình thường. À, cô ba vẫn mở ra để cho nó. Ý con hỏi là có nghĩa là mình sẽ không được nhiều hơn. Chứ còn vẫn kiểu gì đó nó chả mở ra thì nó đều phải đâu, mở ra thì mở ra, nhưng ví dụ như là như cô ấy mở ra mà để mà tất nhiên là không mở cái đường này thì cái tỉnh Cao Bằng mình nó giao lưu thì nó cũng không có cái gì để sầm uất. Đúng rồi, nhìn đúng rồi, có mở ra thì nó mới sầm uất, nó mới đẹp. Mở ra thì, đẹp, dân có giàu thì nước mới mạnh. Chính nhưng mà xác. Cô lại muốn nói như thế này. Vâng. Làm gì thì làm, nó không phải khách quan một tí. Vâng. Thôi thì mình giỏi hơn thì mình ăn cái phần giỏi hơn, còn cái người nông dân ấy người ta nghèo hơn, xong là phần về cái phần hiểu biết thì người ta cũng chỉ bình thường thôi. Vâng. Thì anh cứ hướng dẫn người ta, xong anh cũng được ăn rồi thì anh cũng gì cho người ta một tí, cho nên hai bên nó đều hài hòa. Vâng. Cãi nhau. Vâng. Chứ không rồi. Rồi cứ lại ông vâng. Thì bảo cái chày, bà thì bảo cái chai, cứ hai bên cãi nhau. Đúng rồi. Thằng con nó đền có... bù đất đai đấy. Yeah. Ừ, nó vấn đề nó mệt lắm. Thế là nếu như mà người dân Việt Nam ai cũng như cô mà hiểu được như thế thì nó đã không nhiều khi nó không xảy ra không, rồi. Cái này nó còn do cả hai bên chắc vâng. Không phải riêng gì cô đâu. Vâng. Dân thì nhiều khi nhiều người cũng tham lắm. Mà nhiều người cũng tham mà nhiều người cũng tồi, nhưng mà rồi cũng có người làm ấy. Người ví dụ như là cháu ở trên ấy, cháu bảo là các anh đi xuống các anh phải làm với dân như này như này. Vâng. Nhưng mà có anh thì làm bảo là với cô với chú là chú ơi như này như này, nhưng có anh không thực hiện như thế. Để làm theo kiểu khác. Anh lại thực hiện là đầu thì là con voi nhưng đuôi nó lại là con kiểu chuột. Cậy công quyền. Đấy, nhiều không phải là cậy mà nhiều khi chả biết anh ấy làm cách nào thì không biết. Còn anh ở trên, ví dụ như anh ở trên bảo anh ở dưới là chú phải đi chú làm như này cho dân như này, nhưng mà cái anh ở dưới anh ấy thực hiện nó lại khác đúng không? Em lấy cái nào thì cô bán cái đấy. Cứ lấy cái bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu. Chuối rất ngon. Như nhau hết. Đấy, anh đi vọt. Anh đi vọt qua rồi mà. Cái này hả? Em lấy cái này. Đấy. Không nhau thì hỏi đó. Cái này 10.000 năm nghe. 10.000 năm. Cái này có bao nhiêu? Một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi. Chuối sạch ngon chưa? Cái này chính mà còn nhầm chuối này cầm lên. Đưa là... cô không thích cãi nhau với ai đâu nhá. Vâng. Cứ hài hòa là ok cô nhỉ. Hài hòa mỗi người ấy một tí với nhau là được á. Mà như là cô cười rất là xinh nhá. Của làng Lý Nhân ý. Lý Nhân. Vĩnh Trụ. Thị trấn Vĩnh Trụ. Ừ. À. Bây giờ dưới họ cũng sầm uất lắm. Vâng, dưới xuôi bây giờ cũng sầm uất mà. Nói chung là ở thôi, Việt Nam mà được như thế là tốt rồi. Vâng. Thì trưa nay xem cái cái hướng dẫn viên du lịch nói về cái hang Bác Bó, Bác Hồ, thương Bác Hồ quá. Vâng. Khổ nhỉ. Vâng. Nằm ở quá. Trong hang ấy vì dân vì nước chả được cái gì. Vâng. Đấy. Đúng là cơm chung cháo bẹ. Thương hơn thế chứ. Thương Bác Hồ đó. Anh thương ấy. Cô cháu mình có sướng chán. Vâng. Đấy xem cái siêu của Bác Hồ, cô bảo này đúng là cái siêu Bác Hồ đun nước này. Vâng. Đúng như cái siêu ngày xưa cô mua của cái ông Đồng Nát về cũng đun như này mà thương kê ba hòn đá để đun nước uống thương nhỉ. Mà ở quá thương. Chả có nước nào bị lãnh thổ như nước mình, rất là người dân thì nước. Quá tuyệt vời. Ăn được không? Ăn chuối không? Ngồi một lúc buổi chiều là bán hết chỗ này luôn. Ở Hà Nội không có cái chuối được như này đâu, ít lắm, hiếm lắm. Quan trọng là kiếm được cái chuối sạch này này. Thật sự là rất thơm cô ạ. Ngọt, phải nói là ngọt sắc luôn đấy.
cái đồi nó thế cháu ạ. Vâng. Cái đồi nó nhiều ánh sáng, nó đủ ánh sáng. À. Này bên Nhật thì đúng ra là ăn một quả chuối này rất tốn tiền. Là đường vào đầu của thành phố Cao Bằng thì mở một con đường rất lớn, đường lấy tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là một trong những con đường đầu tiên đi vào cửa ngõ của thành phố Cao Bằng. Rất là đẹp. Và qua câu chuyện của cô bán chuối và được đền bù đất thì đây, toàn bộ cái khu của nhà của cô là chỗ này. 1,3 hectare đất ở đây. Người phụ nữ Việt Nam nhìn rất là giản dị và đẹp. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.